định không hề có sự lục đục nội bộ nào với đơn vị phát sóng ở đài truyền hình HTV. Nhà sản xuất Linh Men Việt Nam mùa 2 cho biết thêm, chương trình công khai kêu gọi trên fanpage để khán giả và fan tập trung xem ủng hộ. Đồng thời, chương trình nhắm đến mục tiêu tất cả nội dung với tập 1 trên các kênh, nền tảng đều lọt top trending, giống trường hợp các nội dung hot trước đây. Tổng view của chương trình được tính trên view của các kênh Đông Tây Promotion Official, HTV Entertainment, Running Man Việt Nam và Vion. Trong thông báo chúc mừng vừa đăng tải, view được tính tổng trên các kênh này, và trong poster chúc mừng này, chúng ghi rõ chúc mừng tập phát giữa HTV Entertainment. Sai dĩ có những đồn đoán khiến nhà sản xuất kia là chạy phải lên tiếng nói rõ là bởi vì trước đó vừa qua đối thủ nặng ký Lisa nhóm Blackpink với MV debut solo gây bão toàn cầu. Những tưởng Running Man Việt Nam mùa 2 phải chơi vật lắm mới chiếm được ngôi đầu bảng top trending YouTube, nhưng không. Tập 1 đã lên vị trí nắm giữ top 1 trong vòng chưa đầy 24 tiếng. Chỉ có điều hơi lạ là lúc ban đầu, clip nhà sản xuất đăng tải đang ở yên vị trí á quân. Tuy nhiên, sau đó clip này đã hoàn toàn vắng bóng khỏi bảng xếp hạng. Clip nhìn ngôi đầu bảng lại thuộc về kênh YouTube của HTV. Chào mừng các bạn đã trở lại với FBS, kênh tổng hợp tin tức Việt Nam và quốc tế. Bạn thân thì biết ngày hôm nay, FBS mang các bạn sẽ là nhà sản xuất Running Man Việt Nam cho là chạy lên tiếng về nghi vấn mâu thuẫn với nhà đài HTV, làm rõ việc cầu cứu fan chết kỳ view. Có thể nói, Running Man Việt Nam mùa 2 chưa là chạy, hiện đây là show thực tế nhận được nhiều sự quan tâm bậc nhất. Có lẽ vì vậy mà một cuộc cạnh tranh ngầm đã âm thầm diễn ra. Tập mở màn của chương trình đã được đăng tải lên tận 3 kênh YouTube khác nhau, bao gồm kênh của HTV, kênh của nhà sản xuất Đông Tây Promotion và kênh chính chủ của Running Man Việt Nam. Chính vì vậy, một điều kỳ lạ đã xảy ra khi tập phim đăng trên kênh của HTV và Đông Tây Promotion lần lượt chiếm vị trí top 1 trên biên dù có cùng nội dung. Trước việc định ngồi trái khuấy này, một group theo dõi chương trình đã chia sẻ bài viết về việc thành viên phía Đông Tây Promotion đã đi cầu cứu fan check kỳ view để giành lại top 1 từ kênh của HTV. Nguồn tin này còn trích dẫn phần bình luận của nhân viên ekip nhà sản xuất, và người này đã nói rằng HTV đã chiếu trên đài rồi, vậy mà còn đăng cả trên YouTube nhằm đánh cục video của Đông Tây Promotion. Sau đó là tin nhắn đề nghị xóa bài để tránh ảnh hưởng đến nhà sản xuất. Trước ý kiến về việc kêu gọi fan kỳ view để giành lấy top 1 trending, đại diện nhà sản xuất quyết định lên tiếng. Bất kỳ chương trình nào trước và sau khi lên sóng, tất cả nhân viên của công ty đều đồng loạt lan tỏa, kêu gọi người thân, bạn bè ủng hộ bằng cách chia sẻ hình ảnh, link, đổi frame, cover, bình luận. Điều này là thông lệ bình thường trong tất cả các ngành hàng và lĩnh vực. Các nhân viên của công ty luôn luôn kêu gọi khán giả, khách hàng, người tiêu dùng ủng hộ sản phẩm của mình. Khẳng định không hề có sự lục đục nội bộ nào với đơn vị phát sóng ở đài truyền hình HTV. Nhà sản xuất Running Man Việt Nam mùa 2 cho biết thêm, chương trình công khai kêu gọi trên fanpage để khán giả và fan tập trung xem ủng hộ. Đồng thời, chương trình nhắm đến mục tiêu tất cả nội dung với tập 1 trên các kênh, nền tảng đều lọt top trending, giống trường hợp các nội dung hot trước đây. Tổng view của chương trình được tính trên view của các kênh Đông Tây Promotion Official, HTV Entertainment, Running Man Việt Nam chúc mừng này, chúng tôi ghi rõ chúc mừng tập phát cho HTV Entertainment. Như vậy có thể thấy, việc kêu gọi khán giả ủng hộ được nhà sản xuất công khai minh bạch từ đầu và là việc làm rất bình thường của các chương trình giải trí. Đồng thời, Đông Tây Promotion cũng không có bất kỳ sự phân biệt hay mâu thuẫn nào với đơn vị phát sóng HTV. Sở dĩ có những đồn đoán khiến nhà sản xuất kia là chạy phải lên tiếng nói rõ là bởi vì trước đó vừa qua đối thủ nặng ký Lisa nhóm Blackpink với MV debut solo gây bão toàn cầu. Những tưởng Running Man Việt Nam mùa 2 phải chật vật lắm mới chiếm được ngôi đầu bảng top trending YouTube, nhưng không. Tập 1 đã leo lên vị trí nắm giữ top 1 trong vòng chưa đầy 24 tiếng. Chỉ có điều hơi lạ là lúc ban đầu, clip nhà sản xuất đăng tải đang ở yên vị trí á quân. Tuy nhiên, sau đó clip này đã hoàn toàn vắng bóng khỏi bảng xếp hạng. Clip nhìn ngôi đầu bảng lại thuộc về kênh YouTube của HTV. Cảm thấy dường như fan có sự nhầm lẫn, nên admin của trang fanpage Running Man Việt Nam đã vào tận group chính thức của chương trình để nhắn nhủ. Ui chú cha, có vẻ như nhiều bạn runner nhà mình đã cài nhầm link rồi nha. Cả nhà nhớ vào đúng link này, tích cực kèo view để giữ vững vị trí trên top trending YouTube hết tuần luôn nhé. Đồng thời đính kèm tập 1 của kênh YouTube của Đông Tây Promotion. Có lẽ chính nhờ sự kêu gọi này mà sau đó vị trí top 1 trending đội chủ từ HTV Entertainment sang Đông Tây Promotion Official và có cùng nội dung lời tập mở màn của Running Man Việt Nam chơi là chạy. Sau tập mở màn đầy sóng gió, hội thất bại Trường Giang, Lê Ngọc, Trương Phạm khẳng định sẽ phục thù và không nhường nữa. Sau 3 ngày phát sóng, tập 1 của Running Man Việt Nam trên đài chạy đã đạt được tổng 10 triệu lượt xem, giữ vững vị trí ở bảng trending YouTube. Trên mạng xã hội, fan của chương trình rất vui mừng vì thời gian qua đã nhiệt tình kề view, dàn cát cũng chia sẻ hình ảnh để chúc mừng cho những thành tích của tập 1. Không chỉ chia sẻ niềm vui và mong tập 1 sẽ giữ vững người vui trên YouTube cho đến tập 2 phát sóng, các thành viên cũng đang rất chờ đợi những tập sau. Đặc biệt, ba thành viên là Trương Phạm, Lan Ngọc và Trường Giang đồng loạt kêu báo thù. Cụ thể, sau màn chơi đua quay với Trương Thế Vinh, nhé một Ngô Kiến Huy và nhé hai Trương Phạm đều đang nuôi mộng phục thù vào biển. Bé Nớt cũng hứa sẽ báo thù ở tập sau để lấy lại phong độ. Trường Giang khẳng định vì tập đầu và bản thân là anh cả nên mới nhường, và những tập sau sẽ không cả tin nhẹ nhàng nữa. Trái với hồi thất bại thì người chiến thắng ở tập 1 là Liên Bình Phát ăn mừng chiều đãi fan bằng giọng hát cực kỳ ngọt ngào. Tối 21 tháng 9, nhân viên cùng thu
Minh Phát đã chọn bài Thằng Cụ để phù hợp với không khí trung thu. Nam diễn viên khiến những người bất ngờ với giọng hát ngọt ngào, cao vút của mình, đúng chuẩn hình mẫu người yêu lý tưởng của các chị em phụ nữ khi vừa điển trai lại vô cùng tài năng. Buổi livestream diễn ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nhưng Minh Phát cũng đã thả thính khán giả rằng trong những vòng tiếp theo của Running Man Việt Nam mùa 2, anh và các thành viên còn lại sẽ mang đến rất nhiều điều bất ngờ cho người xem. Bé Bỉnh đã có một buổi livestream vô cùng thú vị và mang đến những phút giây thư giãn cho người hâm mộ. Nhờ tính cách hiền lành, ga lăng, luôn đối tốt với những người xung quanh mà diễn viên ngày càng nhận được nhiều sự ưu mến từ khán giả. Ngoài livestream giao lưu với fan hay trên trang cá nhân, Lưu Minh Phát còn đăng tải khoảnh khắc thư giãn tại hồ bơi, bức hình mang màu sắc đen trắng đơn giản nhưng lại lan tỏa sức hút quyến rũ và hấp dẫn. Tất cả mọi thứ xung quanh khung hình đều bị nhan sắc phong trần qua làm cho lưu mờ. Mái tóc dài đặc trưng của nam diễn viên cũng đổ xuống phía trước tạo sự phong trần mạnh mẽ. Một điều khiến chị em không thể lướt qua bức hình chính là bắp tay săn chắc và đầy mạnh mẽ. Hành động chắp tay vô tình để lộ những đường nét rắn rỏi phần thân trên. Được biết, đây là khoảng thời gian thư giãn, ngâm mình trong nước sau ngày dài vất vả. Dưới bình luận, anh chàng còn thách thức mọi người, ai bơi đua kéo hết vào đây. Nhưng mà khoan nha, câu trước câu sau, Lưu Bình Phát lại trốn đi đâu mất tiêu khi ai đua thì đua. Tôi làm trọng tài, tầm này nhìn bức hình thôi, không cần tham gia nữa mọi người cũng cảm nhận được sức mạnh của bé Bỉnh rồi. Bức hình sau khi đăng tải được nhiều người bày tỏ sự yêu thích và đánh giá chất lượng body của Lưu Bình Phát trên 2 điểm 10/10 với lối sống healthy, chăm chỉ tập luyện thể thao, mầm non giải trí sở hữu ngoại hình đáng mơ ước của nhiều chàng trai. Cơ hội chị em thì luôn háo hức, đổ đứa đường mỗi khi có dịp ngắm nhìn Bỉnh như thế này. Có thể thấy, nhân vật có phần thể hiện bứt phá nhất trong năm thành viên cũ của Running Man mùa 1 chính là Lưu Bình Phát. Ở mùa mới này, bé Bỉnh đã có những thay đổi về mặt chiến lược khi tham gia các trò chơi và cũng trở nên hoạt náo hơn, chứ không còn là bé Bỉnh ít nói của mùa 1. Trừ khoảnh khắc 42/29 bằng 3 ở đầu chương trình, thì nam diễn viên Song Lan đã cho thấy được năng lực không phải dạng vừa của mình. Trong thử thách dán logo trên cầu sốt để cứu chết, Lưu Bình Phát đã trở thành người gánh team bên cạnh của bạn thân là Lan Ngọc và đàn anh Trường Giang. Trong khi các thành viên nam liên tục làm cầu sốt bị gãy và không thể hoàn thành thử thách thì mầm non giải trí đã trở thành người chốt hạ. Lần thực hiện cuối cùng của Lưu Bình Phát đã mang lại chiến thắng và giải cứu được giọng ca đầm đóm. Tiếp tục trong thử thách giải cứu Thúy Ngân, Lưu Bình Phát cũng góp phần không nhỏ. Anh liên tục đạp xe bơm nước cho các thành viên khác hứng để có thể nhanh chóng đưa nữ diễn viên ra ngoài. Mùa 2 năm nay, mầm non giải trí Lưu Bình Phát cũng cho khán giả thấy được sức mạnh và tốc độ vô cùng đáng gờm của mình. Bé Bỉnh hứa hẹn sẽ trở thành một mối đe dọa khổng lồ với những thành viên còn lại. Trong vòng xếp hạng tên, Lưu Bình Phát thì liên tục giật được bản tên của Jack, Trần Thái Vinh và cuối cùng là Thúy Ngân. Cũng trong chính vòng xếp hạng tên, Lưu Bình Phát đã hùng hồn tuyên bố Phát sẽ không nhường Lan Ngọc quá nhiều đâu nha, khiến cho người xem vô cùng thích thú. Sau khi xé được bản tên của Thúy Ngân, Lưu Bình Phát đã thành công trở thành người chiến thắng đầu tiên trong chương trình Running Man Việt Nam mùa 2 chơi là chạy. Và đây cũng chính là lần chiến thắng đầu tiên của bé Bỉnh. Kể đó, Thành cho rằng sẽ là đích phúc. Ngoài ra, teaser của tập này cũng hé lộ những trò chơi khó nhằn có liên quan đến chủ đề tại hội thể thao như chơi bowling, đu xà đơn, đá bóng, v.v. Riêng ở trò chơi đá bóng hay việc sơn cỏ, dàn cát sẽ được trải nghiệm cả trên sân quan là xà phòng trơn trượt, trời cũng nắng gắt, khá mất sức. Cũng vì vậy, nhiều cú vô ích sẽ xuất hiện, hứa hẹn một loạt meme khiến khán giả phải thích thú. Bạn sẽ đón xem tập 2 của Running Man Việt Nam chứ? Hay bây giờ cảm nghĩ với phong lượng thì tụi mình cũng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài tin ngày hôm nay. Hãy cùng like, share và subscribe cho SBS nhé. Tụi mình sẽ mang đến thông tin hot nhất các mạng xã hội.